Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Thanh Tâm và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2022 và cũng như thường lệ thì bản tin tổng hợp chiều của chúng tôi bao gồm bản tin Việt Nam, tin thế giới và tin Hoa Kỳ. Sau đây thì Thanh Tâm và Lê Thái sẽ điểm qua một vài thông tin nổi bật ở phần tin Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hai nghệ sĩ Việt Nam bị Tây Ban Nha cáo buộc tấn công tình dục. Đơn vị tổ chức đêm nhạc Khánh Ly bị kỷ luật cảnh cáo. Đã gần 80 người bị khởi tố do dính líu đến công ty Việt Á. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng sở ngôn viên Thanh Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Hai nghệ sĩ Việt Nam đã bị Tây Ban Nha cáo buộc tấn công tình dục cô gái 17 tuổi. Cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã bắt hai nam công dân Việt Nam 37 tuổi và 42 tuổi ở Mallorca với cáo buộc là tấn công tình dục. Trước đó, thì truyền thông của Tây Ban Nha đã dẫn thông báo từ cơ quan phòng vệ dân sự nước này cho biết hai công dân Việt Nam đã bị bắt tại đảo Mallorca thuộc quần đảo Baleares, Tây Ban Nha vào ngày 25 tháng 6 với cáo buộc là cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi có quốc tịch Anh. Tờ Majorca Daily Bulletin của Tây Ban Nha đã dẫn nguồn tin từ cơ quan hành pháp cho hay hai công dân Việt Nam nghỉ tại khách sạn San Elm ở Mallorca, còn cô gái người Anh cùng với gia đình ở một khách sạn khác. Cô gặp và bắt chuyện với hai người đàn ông này tại một nhà hàng vào ngày 24 tháng 6. Sau đó thì họ đã có những giao tiếp thân mật trước khi cùng về phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông Việt Nam. Cô gái sau đó đã báo với cảnh sát địa phương về việc bị cưỡng hiếp tại phòng khách sạn. Đơn vị tuần tra thuộc cơ quan phòng vệ dân sự địa phương sau khi nhận tin báo đã đến khách sạn đưa cô gái người Anh đến bệnh viện St. Aspasis để kiểm tra và bắt hai người đàn ông Việt Nam. Tờ báo Ultima Hora của hòn đảo đã đưa tin cho hay, thiếu nữ đã nói với các sĩ quan rằng những người đàn ông này đã bắt cô tắm sau khi bị cáo buộc hiếp dâm để loại bỏ bằng chứng có thể buộc tội họ. Theo truyền thông địa phương, hai nam công dân Việt Nam là diễn viên, nhạc sĩ 37 tuổi và 42 tuổi. Họ đã trình diễn trước tòa vào ngày 28 tháng 6 và được tại ngoại, nhưng đã bị giới chức Tây Ban Nha giữ lại hộ chiếu. Nữ công dân Anh đã cung cấp lời khai với tòa án và xác lực lời khai trước đó với cảnh sát. Cô cùng với gia đình đã rời Mallorca trong ngày 28 tháng 6. Hai người đàn ông này đã được báo chí Việt Nam xác định là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Hôm 1 tháng 7, đài truyền hình Việt Nam VTV đã ra quyết định dừng lại các phát sóng các phim hoặc là chương trình có hình ảnh của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thay thế bằng phim hoặc là chương trình khác. Đây là một trong những cái thông tin mà trong vòng 2 ngày qua, cả Việt Nam cũng như là những cái cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, người ta cũng hay bàn luận và đưa lên Facebook cái bản tin này thưa quý vị. Và chúng ta cũng chưa biết là thực hư như thế nào và cái bản án sẽ ra sao, và chưa công bố chính thức là cái danh tính của hai người này. Và chắc chắn rằng là Lido Sài Gòn TV sẽ gửi đến quý vị cái bản tin này trong cái thời gian sắp tới. Bản tin tiếp theo thì Lê Thái xin gửi đến quý vị một thông tin về đơn vị tổ chức đêm nhạc Khánh Ly đã bị kỷ luật cảnh cáo thưa quý vị. Đơn vị tổ chức đêm nhạc Dấu Chân Địa Đàng, mà trong đó thì ca sĩ Khánh Ly đã hát bài Gia Tài Của Mẹ, đã bị nhận kỷ luật cảnh cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vào ngày hôm 1 tháng 7 vừa qua. Cụ thể, công ty Mây Lang Thang bị cảnh cáo vì để ca sĩ hát bài không có trong danh mục 24 bài hát được cấp phép. Các bài hát này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác.
đại diện của ca sĩ Khánh Ly cho biết, hai đêm nhạc vào tối ngày 1 tháng 7 và ngày 16 tháng 7 của nữ danh ca này tại Sài Gòn vẫn được tổ chức theo lịch trình. Sau đó, Khánh Ly còn có các chương trình biểu diễn tại Đà Nẵng và Hà Nội. Trong khi đó, vào ngày 30 tháng 6, ông Trần Hướng Dương, Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng ông đã biết vụ việc và đang chờ Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lâm Đồng xử lý. Sau đó, Cục sẽ có biện pháp tiếp theo. Và tiếp theo phần tin Việt Nam, đã gần 80 người bị khởi tố do dính líu đến công ty Việt Á. Liên quan đến vụ Việt Á, mới đây nhất, vào ngày 30 tháng 6, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và nhiều lãnh đạo cán bộ Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển, Uông Bí ở tỉnh Quảng Ninh đã bị bắt và bị kỷ luật. Theo truyền thông trong nước, vào hôm thứ Năm 30 tháng 6, Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã bắt ông Đỗ Việt Hùng là Phó Giám đốc của Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An và hai người khác bao gồm bà Lê Thị Hồng Liên là trưởng khoa dược, trang thiết bị vật tư y tế của trung tâm. Ông Phạm Vũ Phong là giám đốc của công ty Nam Phong. Cả ba đã bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng, tương đương với khoảng 700.000 Mỹ Kim. Tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cho biết đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển, Uông Bí, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 vì thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng quản lý để dẫn đến những sai phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, kit xét nghiệm COVID-19. Bộ Công an Việt Nam cho biết, tính cho đến cuối tháng 6 2022 thì đã có gần 80 người từ cấp trung ương xuống địa phương bị khởi tố do dính líu đến vụ công ty Việt Á. Và cũng trong phần tin Việt Nam, kính thưa quý vị, Việt Nam bàn giao thêm hai bộ hài cốt quân nhân cho Hoa Kỳ. Hôm ngày 30 tháng 6, phía Việt Nam đã tổ chức bàn giao thêm hai hài cốt quân nhân Mỹ đã bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam MIA cho chính phủ Hoa Kỳ. Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, viết tắt là VNOSMP, đã bàn giao các hài cốt này trong buổi lễ diễn ra ở sân bay quốc tế Đà Nẵng cho đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và cơ quan kiểm kê tù binh chiến tranh và quân nhân mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội, viết tắt là DPAA-DET2. Tin cũng cho hay đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 158 kể từ năm 1973 cho đến nay. Thông báo cho biết các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Mỹ đã giám định các bộ hài cốt này tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii của Mỹ để xác minh thêm. Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trong hơn 30 năm qua để kiểm kê đầy đủ những người Mỹ còn mất tích trong chiến tranh. Theo số liệu của Cơ quan Kiểm kê Tù binh Chiến tranh và Quân nhân Mất tích, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2022, cơ quan này đã tiếp nhận được tổng cộng là 729 bộ hài cốt và còn đến 1.244 quân nhân Mỹ mất tích từ thời chiến tranh Việt Nam chưa được kiểm kê. Và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam, Sài Gòn muốn xây cảng biển ở Cần Giờ trị giá 6 tỷ Mỹ Kim. Ông Chủ tịch thành phố Sài Gòn vào hôm 30 tháng 6 đã gửi công văn cho Thủ tướng Việt Nam để nói về dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế ở Cần Giờ với công suất gấp gần 3 lần cảng Cát Lái, với tổng đầu tư lên tới 6 tỷ Mỹ Kim do tập đoàn MSC TIL là một hãng tàu container lớn thứ hai thế giới đề xuất dự án. Dự án có quy mô hơn 7 km cầu cảng, có thể tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới hiện nay. Công suất thông qua khoảng 10 cho đến 15 triệu TEU, tức là container loại 20 feet. Khu cảng trung chuyển dự kiến chia làm 7 giai đoạn triển khai. Nhà đầu tư hy vọng rằng giai đoạn 1 bắt đầu vào đầu năm 2024, khai thác 4 năm sau đó, và giai đoạn cuối sẽ được hoàn thành vào năm 2040. Theo chính quyền Sài Gòn, bến Cần Giờ ở cửa sông Cái Mép, mực nước sâu, nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế là điều kiện thuận lợi để hình thành cảng container quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực, cũng như là đột phá phát triển kinh tế biển, thành phố và cả nước. Hiện tại thì cảng Cát Lái với công suất là 6.4 triệu TEU mỗi năm đang là cảng lớn nhất nước.
Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần tin Việt Nam ngày hôm nay thì Lê Thái cũng như đài Liên Xô TV có một thông báo gửi đến quý vị. Đại hội Thánh Mẫu La Vang giáo phận Orange kính mời nhớ đón theo dõi chương trình trực tiếp Đại hội Thánh Mẫu La Vang do Công đoàn Công giáo giáo phận La Vang tổ chức tại Linh đài Đức Mẹ La Vang, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô thành phố Garden Grove, California. Chương trình sẽ được trực tiếp vào chiều ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 và ngày mai, ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối. Xin kính mời quý vị nhớ đón theo dõi. Và kính thưa quý vị, phần thông báo vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam. Thanh Tâm và Lê Thái, xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Lê Thái và Thanh Tâm trở lại với phần tin thế giới. Quan tâm về an ninh khi Trung Quốc mua đất nông nghiệp ở North Dakota. Hoa Kỳ cung cấp thêm 800 triệu Mỹ Kim vũ khí cho Ukraine. Nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ đối mặt mức án 10 năm tù ở Nga. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời quý vị theo dõi cùng Thành Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin thế giới. Một công ty Trung Quốc chuyên sản xuất thực phẩm tên là Fufan Group đã mua 300 mẫu đất ở gần Grand Forks ở North Dakota để thiết lập một nhà máy xay. Dự án nằm cách căn cứ không quân Grand Forks khoảng 20 phút, làm dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia. Cả chủ tịch đảng Dân Chủ và thành viên của đảng Cộng Hòa của Ủy ban Tình báo Thượng viện đều nói rằng họ phản đối dự án này. Thoạt nhìn thì vùng đất có phần lớn cằn cỗi, gió cuốn ngay phía bắc Grand Forks thuộc về North Dakota. Có vẻ như là một địa điểm khó có thể hoạt động gián điệp quốc tế. Hiện giờ thì không có gì nhiều trên mảnh đất nông trại chính của Dakota, rộng hơn 300 mẫu Anh ngoài bụi bẩn và cỏ cao, giáp với đường cao tốc và các cơ sở công nghiệp nhẹ ở thành phố Grand Forks. Nhưng khi ba người North Dakotans sở hữu các lô đất ở đây bán chúng với giá hàng triệu đô la vào mùa xuân năm nay, thì giao dịch này đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo ở những vùng xa xôi như là Washington DC. Đó là bởi vì người mua khu đất là một công ty Trung Quốc. Tập đoàn Fufan có trụ sở tại Đông Sơn, Trung Quốc và khu đất này chỉ cách căn cứ không quân Grand Forks, nơi có một số máy bay không người lái nhạy cảm nhất của quốc gia này, khoảng 20 phút đi bộ. Căn cứ này cũng là một trung tâm mạng không gian mới, nơi mà một thượng nghị sĩ Dakota cho biết là xương sống của tất cả các thông tin liên lạc quân sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Hiện thì một số chuyên gia an ninh cảnh báo nên dừng máy xay ngô của Trung Quốc vì nó có thể cung cấp cho tình báo Trung Quốc quyền truy cập chưa từng có vào cơ sở này. Hoa Kỳ cung cấp thêm 800 triệu Mỹ Kim vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày hôm qua loan báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 800 triệu Mỹ Kim tiền vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine, ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 vừa qua. Lên tiếng sau hội nghị thượng đỉnh NATO mà qua đó liên minh đồng ý cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập, ông Joe Biden khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đoàn kết trong việc chống lại Tổng thống Putin. Tổng thống Biden đã và đang thúc giục đồng minh sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, dù hồi tháng 3 đã tuyên bố về khả năng chiến thắng. Loan báo về khoản viện trợ vũ khí mới sẽ thêm vào con số hơn 6.1 tỷ Mỹ Kim mà Hoa Kỳ đã công bố kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine hôm ngày 24 tháng 2 và khiến châu Âu có một cuộc chiến toàn diện.
các kế hoạch viện trợ mới, trong khi đó thì NATO định vị lại trên nền tảng chiến tranh lạnh với một lực lượng khổng lồ được xây dựng, được đưa ra khi phía Ukraine nhờ pháo Howitzer trợ cấp mà lấy lại tiền đồn chiến lược ở đảo Rắn. Tổng thống Joe Biden trước đó đã cam kết hỗ trợ NATO thêm quân, máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ, trong khi NATO đồng ý tăng cường các biện pháp răn đe, đặt hơn 300.000 binh sĩ trong tình trạng báo động cao giữa những lúc năm tới, thưa quý vị. Cùng thời điểm, Thủ tướng Anh Boris Johnson loan báo London sẽ cung cấp thêm 1.22 tỷ Mỹ Kim tiền viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ sớm cung cấp thêm 6 khẩu pháo Caesar. Và tiếp theo, một nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ phải đối mặt với mức án 10 năm tù ở Nga. Tòa án Nga hôm nay đã đưa tin cô Bryna Dringer ra tòa xét xử về tội tàn trữ ma túy bất hợp pháp và có nguy cơ đối mặt với án tù 10 năm ở Nga. Ngôi sao của Hiệp hội bóng rổ nữ của Mỹ, gọi tắt là WNBA, đã bị bắt hồi tháng 2 trước khi lên chuyến bay về Mỹ tại một phi trường ở Moscow, Nga. Cảnh sát Nga cho biết cô mang theo những hộp hít có dầu cần sa. Tại phiên xử trước phiên tòa tuần này, Reiner đã bị gia hạn giam giữ thêm 6 tháng cho đến ngày 20 tháng 12. Các phiên tòa ở Nga có kết quả là kết án trong 99% các vụ án và việc tha bổng phải được chính phủ chấp thuận. Với căng thẳng giữa Mỹ và Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, những người gần gũi với Reiner lo rằng cô sẽ bị giam giữ trong thời gian dài. Reiner bị bắt vào ngày 17 tháng 2, vài ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine. Truyền thông Nga đã đưa tin Reiner cuối cùng có thể trở lại Mỹ thông qua trao đổi tù nhân, nhưng quy trình trao trả công dân Mỹ gồm có quyết định của tòa và lệnh ân xá chính thức từ Tổng thống Vladimir Putin. Cũng trong phần tin quốc tế, thưa quý vị, Nga thả bom thành phố Odessa, hàng chục người bị thiệt mạng. Ít nhất là 21 người chết sau một đợt oanh kích của Nga nhắm vào các khu dân cư tại vùng Odessa, miền nam của Ukraine vào sáng ngày hôm nay. Theo nguồn tin từ Ukraine, quân đội Nga đã phóng hai hỏa tiễn loại KH-22 được chế tạo từ thời Liên Xô cũ và cả hai được phóng đi từ Biển Đen và cùng nhắm vào các khu dân cư. Hỏa tiễn thứ nhất bắn trúng một tòa nhà 9 tầng ở thành phố Selivsky vào lúc 1 giờ sáng giờ địa phương, làm ít nhất là 16 người bị chết. Mục tiêu thứ nhì là một khu khách sạn. Thống đốc vùng Odessa Maxim Matchenko tạm thời đưa ra con số 21 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do chưa dập tắt được các đám cháy tại các tòa nhà bị oanh kích. Đợt oanh kích sáng sớm nay diễn ra vài giờ sau khi Kiev đã thông báo chiếm được lại đảo Rắn và ngoài khơi của Odessa. Nga xác nhận đã rút quân để thể hiện thiện chí sau khi đã đạt được các mục tiêu đề ra. Đảo Rắn nằm ở phía tây nam của cảng Odessa, hải cảng lớn nhất của Ukraine, nơi hàng triệu tấn ngũ cốc đang bị giữ lại. Và theo giới quan sát, giành lại đảo Rắn là một trong những cái thắng lợi quan trọng về mặt chiến lược, thưa quý vị, và đối với lực lượng vũ trang của Ukraine. Và tiếp theo, Tổng thống Nam Dương công du Ukraine và Nga để làm trung gian hòa giải. Sau khi đến Kiev gặp Tổng thống Ukraine, Tổng thống Nam Dương Joko Widodo đã bay thẳng sang Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Hai chuyến đi của Tổng thống Nam Dương, nước chủ tịch luân phiên G20, là nhằm làm trung gian hòa giải giữa hai nước. Hôm qua, thì ông Widodo đã thông báo đã trao cho Putin một thông điệp của đồng nhiệm Zelensky, nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Nga, ông Widodo cho biết đã bày tỏ mong muốn thiết lập liên lạc giữa hai Tổng thống Nga-Ukraine và mối quan tâm lớn nhất của Nam Dương là chiến tranh Ukraine chấm dứt càng sớm càng tốt. Tổng thống Nam Dương cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới tái sinh tinh thần hợp tác và dù tình hình còn rất phức tạp, nhưng các nước cần tiến tới giải quyết vấn đề và bắt đầu đối thoại. Jakarta hiện giờ lệ thuộc vào lúa mì nhập cảng từ Ukraine, trong khi ngũ cốc của Ukraine lại đang bị quân Nga phong tỏa ở cửa ngõ Hắc Hải. Cuộc sống của người dân Nam Dương đã phải chịu sự tác động do giá của một số loại thực phẩm gia tăng. Nam Dương đang lo sợ về một cuộc khủng hoảng lương thực. Đây cũng là lý do thúc đẩy Tổng thống Widodo tích cực vận động và cố gắng làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột của Ukraine. Trong khi đó, thì Na Uy cam kết 1 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine. Na Uy ngày hôm nay cam kết hỗ trợ 1 tỷ euro cho Ukraine trong thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023.
Thủ tướng Na Uy nói trong một cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Zelensky. Thủ tướng Na Uy cho biết số tiền này là để giúp đỡ Ukraine hỗ trợ những người gặp khó khăn, tự vệ và tái thiết. Ông Story cũng nói rằng các công ty khí đốt của Na Uy đã sản xuất ở mức tối đa nhưng đã cố gắng tăng sản lượng thêm một chút kể từ khi Nga xâm lược Ukraine và các nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Zelensky nói rằng ông đồng ý sự chú ý của quốc tế đến cuộc chiến ở đất nước ông gần đây đã giảm xuống, nhưng cuộc chiến cũng đang đặt ra những thách thức đối với các lục địa khác. Tổng thống Ukraine cũng bình luận về một vụ tấn công bằng hỏa tiễn ở khu vực Odessa, nơi mà theo chính quyền địa phương, 21 người đã được xác nhận thiệt mạng. Điện Kremlin phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Kiev nói rằng Moscow đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu dân sự ở xa chiến tuyến trong những ngày gần đây, mà Ukraine mô tả là tội ác chiến tranh. Nga cho biết họ đã nhắm vào các địa điểm quân sự. Và thông tin cuối trong phần tin thế giới. Những người hành hương Hồi giáo đã đổ xô đến Mecca sau đại dịch. Hàng ngàn người hành hương bắt đầu đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út vào thứ Sáu hôm nay. Trong số khoảng 1 triệu người Hồi giáo dự kiến sẽ tham dự mùa hành hương hay còn gọi là Hajj 2022 sau 2 năm gián đoạn lớn do đại dịch Covid gây ra. Mặc áo choàng trắng với một số mang dù che nắng sa mạc, hàng trăm người đã thực hiện nghi lễ đầu tiên của lễ Hajj, bao gồm đi bộ trong một vòng quanh Kaaba, tòa nhà linh thiêng của trung tâm nhà thờ Hồi giáo lớn của Mecca, Ả Rập Xê Út. Nơi có các địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi ở Mecca và Medina đã cho phép các du khách nước ngoài trở lại thực hiện lễ hội Hajj trong năm nay. Chỉ có vài nghìn công dân và cư dân Ả Rập Xê Út tham dự cuộc hành hương hàng năm trong 2 năm qua khi Covid-19 đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu và hạn chế việc đi lại. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết chỉ có 1 triệu người có thể tham gia hành hương trong năm 2022, ít hơn một nửa mức độ đại dịch. Ức hơn một nửa so với trước đại dịch, và việc dịch vụ bị hạn chế đối với những người hành hương từ 18 cho đến 65 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc là miễn dịch chống lại COVID-19 và không mắc bệnh mãn tính. Trong những năm qua, Vương quốc Ả Rập đã chi hàng tỷ đô la để làm trong một trong những cuộc tụ tập tôn giáo lớn nhất thế giới trở nên an toàn hơn. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần tin quốc tế, Lê Thái xin nhắc lại quý vị về phần thông báo Đại hội Thánh Mẫu La Vang, giáo phận Orange. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị nhớ đón theo dõi chương trình trực tiếp Đại hội Thánh Mẫu La Vang do Công đoàn Công giáo giáo phận La Vang tổ chức tại Linh đài Đức Mẹ La Vang, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, thành phố Garden Grove, California. Chương trình sẽ được trực tiếp vào chiều ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 và ngày thứ Bảy, ngày mai, ngày 2 tháng 7, từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối. Xin kính mời quý vị nhớ đón theo dõi. Kính thưa quý vị vừa theo dõi phần tin quốc tế, xin mời quý vị giữ màn hình. Thanh Tâm và Lê Thái sẽ quay trở lại sau một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Lê Thái và Thanh Tâm, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Và tiếp theo sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Người đàn ông bị buộc tội giết 2 cảnh sát và bắn 6 người khác. Cảnh sát bắt được kẻ giết người vì cuộc tình Tây Ba. Và sau đây là phần tin chi tiết. Xin mời Thanh Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày đi xa của hàng triệu người trên toàn nước Mỹ vì kỳ nghỉ lễ độc lập kéo dài đến cho hết thứ Hai. Thế nhưng theo báo cáo từ các phi trường,
Một người đàn ông bị buộc tội giết hai cảnh sát và bắn 6 người khác. Một người đàn ông ở quận Floyd thuộc tiểu bang Kentucky ngày hôm nay đã bị cáo buộc giết chết hai cảnh sát và bắn 6 người khác trong một vụ cố thủ trong nhà. Hung thủ tên là Lance Storrs đã bị bắt sau một giờ đương đầu với cảnh sát. Cảnh sát trưởng hạt Floyd cho biết rằng là các cảnh sát đang cố gắng thực hiện lệnh bạo hành gia đình tại nhà của Storrs vào khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Năm khi anh ta nổ súng nhắm bắn cảnh sát. Có đến 7 cảnh sát bị trúng đạn và 2 người đã qua đời. Nạn nhân thứ 8 là một giám đốc quản trị khẩn cấp. Ngoài ra, một con chó cảnh sát cũng đã bị bắn chết. Ngày hôm nay, Storrs bị buộc nhiều tội danh giết cảnh sát và hành hung nhắm vào thú vật. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, cảnh sát bắt được kẻ giết người vì cuộc tình Tây Ba. Sau hàng tháng trời điều tra, cảnh sát đã bắt được người phụ nữ bị nghi ngờ nổ súng giết chết một phụ nữ khác vì ghen tuông. Nạn nhân là một vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp tên là Anna Maria Wilson, cư dân của California. Vụ bắt giữ diễn ra tại Costa Rica, một quốc gia ở vùng Trung Mỹ Châu, sau khi phía Hoa Kỳ theo dõi bà Kathleen Armstrong sử dụng sổ thông hành giả để rời khỏi Hoa Kỳ. Cảnh sát Costa Rica theo dõi và đến một nhà trọ trên bãi biển Santa Teresa. Armstrong đã bay từ Newark, New Jersey đến San Jose, Costa Rica vào ngày 18 tháng 5. Hôm nay thì Armstrong sẽ bị trục xuất và được dẫn độ về Mỹ để ra tòa về các tội giết người và trốn tránh pháp luật. Vụ án mạng xảy ra vào ngày 11 tháng 5 vừa qua, khi cảnh sát tìm thấy nạn nhân là cô Wilson, 25 tuổi, đầy vết thương do đạn bắn trong nhà của một người bạn trai vào khoảng 10 giờ tối ở Texas. Người bạn trai tên là Colin Strickland và từng quen với Armstrong. Sau bữa ăn tối, thì Armstrong đã xuất hiện trong nhà của Wilson và xảy ra vụ giết người. Armstrong từng là người dạy yoga, 34 tuổi, đã từng bị cảnh sát thẩm vấn sau án mạng, nhưng cô được trả tự do trong lúc chờ điều tra. Cho đến ngày 17 tháng 5, Armstrong đã bị nêu tên trong lệnh giết người, nhưng đã tẩu thoát trước khi cảnh sát đến nhà bắt đi. Lại thêm một người bị bò rừng hút ở rừng quốc gia Yellowstone, thưa quý vị. Một người phụ nữ 71 tuổi đến từ Pennsylvania đã bị một con bò rừng tại công viên quốc gia Yellowstone hút vào hôm ngày thứ Tư, chỉ vài ngày sau khi một du khách khác bị một con bò rừng tại công viên này tấn công. May mắn nạn nhân chỉ bị thương và được chữa trị trong bệnh viện. Theo điều tra, hai mẹ con đang ngắm cảnh và đang trên đường ra xe thì bất ngờ đi vào hướng của con bò rừng đang đứng. Thế là chúng chạy đến và ủi vào hai người. Phụ nữ cao niên bị hút phải nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vào hôm ngày thứ Hai đầu tuần thì một người đàn ông ở Colorado 34 tuổi đang đi dạo cùng gia đình trên lối đi bộ thì bị một con bò rừng đã lao vào tấn công nhóm. Người đàn ông bị thương ở cánh tay và được xe cấp cứu chở đến trung tâm y tế ở Idaho. Phần lớn các vụ bò rừng tấn công là vì chúng cảm thấy bị đe dọa khi du khách tiến đến gần. Và công viên này đã từng dựng bản khuyến cáo du khách là chỉ nên đứng xa thú hoang dã, cách xa các động vật lớn như là bò rừng, nai sừng, hươu, nai ít nhất là 25 m và cách xa gấu và chó sói ít nhất là 100 m. Kính thưa quý vị, luật đồng xe gay của Florida có hiệu lực vào ngày hôm nay. Luật đồng xe gay của Florida sẽ chính thức có hiệu lực vào hôm nay và đang tạo ra tranh luận liên quan đến quyền của người đồng tính tại tiểu bang hiện được xem là với đa số quốc hội thuộc đảng Cộng hòa. Luật mới đang có tác động rất lớn đối với các nhà giáo dục ở trường công lập, được hướng dẫn là gỡ bỏ cờ và ảnh của người cộng đồng, của cộng đồng người đồng tính khỏi lớp học của họ để tránh vi phạm pháp luật. Các đảng viên Dân Chủ và các nhóm ủng hộ người đồng tính cho rằng, luật này cố tình mơ hồ và thể hiện một bước lùi rất lớn đối với quyền bình đẳng giới tính. Phía đảng Cộng hòa cho rằng, bộ luật không có vẻ gì là sai trái vì nhằm mục đích thúc đẩy sự tham gia của cha mẹ vào việc học của con gái, điều mà những người ủng hộ giáo dục đã tán thành trong nhiều năm. Luật đã được thống đốc đảng Cộng hòa của Florida là ông Ron DeSantis ký thành luật vào tháng 3. Và theo đó, giáo viên trường công lập bị cấm tham gia việc giảng dạy trong lớp liên quan đến khuynh hướng tình dục hoặc là giới của trẻ em. Nếu điều đó xảy ra, phụ huynh sẽ được quyền để đơn kiện học khu. Hiện tại thì giáo dục giới tính ở Florida không bắt đầu cho đến lớp 5, khi các giáo viên y tế được yêu cầu giảng một bài về những thay đổi trên cơ thể mà học sinh có thể gặp phải do tuổi dậy thì. Các bài học về xu hướng tình dục hoặc là giới tính không nằm trong chương trình giảng dạy.
Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của đài Liro Sài Gòn TV. Người Ukraine ngày hôm nay vừa đoạt được một chiến thắng lớn, không phải trên chiến trường quân sự mà là trên chiến trường văn hóa. Khi món súp đỏ đã được tổ chức quốc tế UNESCO tuyên bố là của người Ukraine, không phải của Nga. Hoàng Trọng Thùy gửi đến quý khán thính giả bản tường trình sau đây. Hôm nay, nhiều người Ukraine đã tuyên bố chiến thắng nước Nga trong một cuộc tranh chấp ẩm thực lâu đời với Nga, sau khi Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc đưa món súp củ cải đường truyền thống vào danh sách di sản văn hóa Ukraine cần được bảo vệ. UNESCO viết tắt từ chữ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, hay Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại thủ đô Paris của Pháp, ra tuyên bố rằng họ xếp món borscht, một món súp màu đỏ đậm, đậm đà với các loại rau, vào danh sách các di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp do nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược từ Nga. Sau tuyên bố của UNESCO đưa ra, Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, ông Alexander Kashenko viết trên mạng Twitter rằng chiến thắng trong cuộc chiến giành món borscht là của chúng ta, người Ukraine. Ngược lại, phía Nga thất bại lên án việc bảo vệ món ăn của Ukraine vì lý do món súp đỏ này cũng rất phổ biến ở Nga. Phía Nga gọi đây là hành động bảo vệ chủ nghĩa dân tộc Kyiv đương đại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova viết trên mạng Telegram rằng món súp đỏ borscht của chúng tôi không cần được bảo vệ, thế nhưng chúng lại có thể bị tiêu hủy hoàn toàn ngay lập tức trong một chiếc bát. Phát ngôn viên của UNESCO cho biết, việc định ra di sản văn hóa cho một món ăn nhất là dành cho Ukraine có nghĩa là Ukraine hôm nay có thể xin các quỹ đặc biệt để tài trợ cho các dự án quảng bá và bảo vệ món ăn văn hóa này. Cô Diana Kharajovich Yakova, một nhà khoa học 35 tuổi, đang thưởng thức bát súp borscht vào một buổi chiều nắng đẹp ở thủ đô Kyiv cho biết, quyết định của UNESCO đã thể hiện một chiến thắng mới trước nước Nga, đặc biệt có ý nghĩa vào tháng thứ 5 của cuộc chiến toàn diện đẫm máu. Cô nói rằng, đối với Ukraine, đây là một chiến thắng, vì Nga luôn muốn đánh cắp lịch sử, văn hóa và các món ăn dân tộc của người Ukraine. Ông Yevhenny Masha hiện đang là đầu bếp tại một nhà hàng ở thủ đô Kyiv giải thích rằng có một số loại súp borscht chính bao gồm loại củ cải đỏ truyền thống, rồi món borscht xanh làm từ cây me chua, thậm chí có súp borscht làm từ cá. Thế nhưng ông kiên quyết rằng tất cả đều đến từ Ukraine, ông nói. Tất nhiên, borscht là di sản văn hóa của người Ukraine. Để chế biến được món súp borscht ngon, điều chính người ta cần phải có là một người gốc Ukraine thực sự để chế biến nó và nếm cho đúng vị. Với tuyên bố chính thức của tổ chức UNESCO, từ hôm nay sẽ không còn tranh cãi giữa món súp đỏ là của nền văn hóa nào, vì chúng đã được xếp trong danh mục món ăn di sản của người Ukraine. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Và phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thủy cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay. Trước khi chào tạm biệt quý vị thì chúng tôi xin được lặp lại một thông báo quan trọng về Đại hội Thánh Mẫu La Vang Giáo phận Orange. Kính mời quý vị nhớ đón theo dõi chương trình trực tiếp Đại hội Thánh Mẫu La Vang do Công đoàn Công giáo Giáo phận La Vang tổ chức tại Linh đài Đức Mẹ La Vang, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, thành phố Garden Grove, California. Chương trình sẽ được trực tiếp vào chiều hôm nay, thứ Sáu 1 tháng 7 và thứ Bảy 2 tháng 7, từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối. Xin kính mời quý vị nhớ đón theo dõi. Kính thưa quý vị, phần thông báo vừa rồi của Đài Liên Đoàn Sài Gòn TV đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thì Thanh Tâm và Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúng tôi kính chúc quý vị có những ngày lễ trong dịp July 4, dù là đi gần hay là đi xa thì cũng thật là vui, mà quan trọng nhất là giữ được sự an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.